Sống có đức hay không do tu cái miệng. Có 5 điều đừng nói kẻo mất phúc. Kính thưa quý vị, sau đây là những điều đừng dạy gì mà nói kẻo phúc báo đi hết. Khẩu tức là miệng, lời nói. Nghiệp tức là cái hậu quả của việc làm thiện hay ác trong kiếp trước, thể hiện ra trong kiếp hiện tại bằng sự hạnh phúc hay đau khổ. Khẩu nghiệp là cái nghiệp do lời nói từ miệng mình gây ra, nên khẩu nghiệp cũng được gọi là ngữ nghiệp. Người xưa cũng có dạy: khẩu khai thần khí tán, thiệt động thị phi sanh, tức là mở miệng nhiều lời sẽ hao tốn thần khí. Lưỡi động thường nói chuyện phải trái, hơn thua, đẹp xấu, khen chê, để rồi phải tranh đấu, mạ lị lẫn nhau, khiến sinh ra lắm chuyện thương tâm. Nếu chúng ta tham lam, keo kiệt thì tạo nghiệp ác và sinh về cõi dữ là ngạ quỷ. Nếu chúng ta cướp bóc, giết người, ngày đêm làm những việc xấu thì tạo nghiệp rất ác và sẽ sinh về địa ngục. Sau đây là những điều tuyệt đối không nên nói, kẻo mất hết phúc đức. Nói chuyện phô trương. Cái bản thân có, người khác không hưởng nhờ. Cái bản thân có, không biết chừng người khác còn có cái tốt hơn. Không nên dựa vào người khác, bởi vì cuộc sống nhiều gánh nặng, ai cũng muốn sống nhẹ nhõm. Nói điều mình không biết. Không biết mà nói là nói dối. Không biết mà nói để người khác hiểu lầm là hại người, tạo thành hai tội một lúc. Không nên vênh váo tự đắc, bởi vì có thể ngày mai bạn thất thế. Nói lời cay nghiệt. Không nói những lời vô lễ và độc ác để làm tổn thương người khác. Người xưa nói: đau cắt dễ lành, ác ngôn khó tan. Sự tổn thương bạn gây ra trong tâm can người khác còn đau đớn hơn vạn lần vết thương gây ra trên thân thể. Nói những chuyện bí mật của người. Nếu như đã là bí mật, chúng ta phải giữ kín, tuyệt đối không được mang bí mật của người khác ra làm trò vui cho bản thân mình. Khi sự việc vẫn chưa thể chắc chắn, cũng không được nói những lời quả quyết để tránh tạo ra ảnh hưởng không tốt, làm người khác cảm thấy phù phiếm và hà khắc. Không nên nói những lời phàn nàn, oán trách. Con người khi không hài lòng thường hay nói ra những lời phàn nàn, oán trách, oán hận cấp trên, oán trách bạn bè, hay thậm chí oán hận cả người nhà. Nếu như bạn thường xuyên nói những lời phàn nàn, sau khi người khác nghe được, họ có thể sẽ mượn lời của bạn mà bàn luận thị phi, nói bạn oán trách người này, người kia, đối phó người này, người kia. Lúc ấy, chẳng phải bạn sẽ là người chịu quả đắng hay sao? Học cách im lặng. 3 điều không hỏi, 4 điều không nói. Kính thưa quý vị, mỗi chúng ta chỉ mất 2 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Trên thực tế, một người thực sự khôn ngoan sẽ không thể hiện mình ở khắp mọi nơi. Họ luôn thể hiện sự khiêm tốn và giữ lại cho mình những điều nhất định. Họ hòa đồng với mọi người, nhưng luôn biết đâu là ranh giới không nên bước qua, đâu là điều không nên hỏi và đâu sẽ là điều sẽ tốt hơn khi không nói. Mỗi chúng ta chỉ mất 2 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Ở đời, đôi khi biết im lặng sẽ tốt hơn là nói. Có 3 điều người khôn ngoan sẽ không bao giờ hỏi. 1. Không hỏi những gì người khác không muốn nói. Có lẽ ai cũng từng gặp trường hợp một người sững lại khi bị hỏi câu nào đó, rồi nhanh chóng mỉm cười và chuyển chủ đề. Những lúc này, người khôn ngoan có thể nhận ra rằng là do người đó không muốn chia sẻ, và họ sẽ biết cách dừng lại chủ đề đó, thay đổi hướng câu chuyện và cùng hợp tác. Tuy nhiên, một số người không kiềm chế được sự tò mò của mình mà liên tục đặt ra câu hỏi, khiến người đối diện cảm thấy rất không thoải mái. Đừng hỏi những gì người khác không muốn nói, đó là một trí tuệ. Đôi khi bạn càng biết nhiều lại càng không tốt. Khi người khác ngại nói, bạn gặng hỏi, kết quả là bạn biết được bí mật của người khác. Đó cũng là gánh nặng trên vai.
bí mật đó khi đến tai người khác, ngay cả khi không phải do bạn tiết lộ, bạn vẫn có thể trở thành người đầu tiên bị nghi ngờ và ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai bạn. 2. Không hỏi những điều không liên quan tới bản thân. Duy trì sự tò mò là động lực thúc đẩy mọi thứ tiến về phía trước. Thế nhưng có rất nhiều thứ trên đời này thực sự chẳng liên quan gì tới chúng ta. Tò mò quá sẽ khiến cho bạn mất tập trung và lãng phí thời gian. Nếu để ý, quan sát nhiều hơn ở nơi làm việc, bạn sẽ thấy những người thực sự có thể thành công và thăng tiến nhanh chóng thường không quan tâm tới những lời đàm tiếu của người khác mà chỉ tập trung vào công việc của họ. Một số người thích hỏi về chuyện riêng tư của người khác, tung tin đồn này kia. Họ ở nơi làm việc khó lòng có thể thăng tiến, thậm chí không có được các mối quan hệ tốt. Những người như vậy luôn dành sự chú ý của mình để tọc mạch chuyện riêng của người khác, thì làm sao có thời gian để tập trung cho công việc và cải thiện bản thân. Đừng hỏi về những điều không liên quan tới bản thân mình. Không chỉ gây ra lãng phí thời gian, điều này còn xâm phạm tới người khác, cũng như cản đường phát triển của chính bạn. 3. Không hỏi bất cứ điều gì bạn biết không có câu trả lời. Không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời. Đôi khi chúng ta biết rõ rằng không có câu trả lời nhưng lại vẫn muốn hỏi. Như vậy chẳng phải làm việc vô ích rồi sao? Tôi có lỗ trong lần thi lái xe này không? Liệu năm sau mọi chuyện có còn trắc trở thế? Không ai có thể trả lời chắc chắn cho bạn những câu hỏi này. Thay vì lãng phí thời gian để hỏi một câu hỏi không có câu trả lời chính xác, tốt hơn hết là bạn nên dành để tập trung cải thiện vấn đề đang tồn tại và thúc đẩy khả năng thành công của mình. Người khôn ngoan sẽ biết cách tiết chế cái miệng của mình. Họ biết đâu là lời có thể nói ra, đâu là lời nên giữ lại, và sẽ không nói ra bốn lời này. 1. Không nói ra hết lòng mình. Mỗi người đều có những góc riêng tư nhất, những điều giữ kín trong tim. Những người khôn ngoan sẽ không nói chuyện, bộc lộ cảm xúc một cách tùy tiện. Họ hiểu việc nói hết ra những gì suy nghĩ trong đầu, phơi bày hết con người của mình cho người khác, chính là trao cho họ cơ hội làm tổn thương mình. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Một số sau khi biết được nỗi đau buồn của bạn sẽ không cảm thông mà thậm chí còn cười nhạo và đưa chuyện sau lưng bạn. Vì vậy, dù trong mối quan hệ nào cũng cần có ranh giới riêng, biết đâu là điều có thể nói ra, đâu là điều nên giữ cho riêng mình. 2. Không phàn nàn. Cuộc sống của ai cũng vậy, sẽ có những điều không vừa lòng, không được như ý muốn. Một số người khi gặp phải biến cố, rắc rối, thì phản ứng đầu tiên chính là phàn nàn và phàn nàn. Họ coi phàn nàn là cách để cho bản thân xử lý rắc rối, cho rằng lỗi là vì người này, người kia, vì số phận xui xùi họ như vậy, sao mà đen đủi quá. Khi phàn nàn thành những lời thường trực trên môi, họ không chỉ khiến những người xung quanh cảm thấy không thoải mái, dần hạn chế.